nội thất của một chiếc bếp Nhật các anh chị nhá. Đây ạ, em Hương mở cái nội thất bên trong để cho các anh chị theo dõi đây. Rất là sạch sẽ cả nhà. Đây ạ, nội thất bên trong đây nhá. Phía dưới nhà em Hương cũng lắp lưới chống chuột sẵn luôn. Các bác mua bếp thì em Hương sẽ ship đi ở trong ngày thôi. Vừa có một anh mining ở Triệu Sơn Thanh Hóa mua bếp xong thì lát nữa em cũng sẽ đi ship cho anh luôn anh nhé. Nên là anh cứ yên tâm. Các bác nếu mà ở gần thì em sẽ qua trực tiếp lắp. Còn nếu mà các bác ở xa đấy thì cái việc lắp đặt nó cũng dễ thôi cả nhà. Đấy, mình chỉ việc đây ạ, nó có một cái ống ga ở đây. Cái ống ga ở đây sau đó các anh chị lắp nó vào thôi. Và cái việc ga thì mình sử dụng bình thường. Nhưng mà có lưu ý một chút xíu đó là có một cái van ga các anh chị nhá. Cái van ga thì nó hơn 100.000 thôi. Mình mua cái van ga mà có thể điều chỉnh cái áp này nhá. Tại vì cái áp suất bình ga của Việt Nam nó lớn hơn Nhật rất là nhiều. Nên là nhiều anh chị không có hiểu về cái áp này. Đến lúc bật bếp không có được thì lại nói bếp nhà em Hương lỗi. Nhưng mà nếu mà anh chị đã dùng cái dòng bếp Nhật rồi thì không phải nó như thế đâu. Nó an toàn, nó không cho mình bật bếp lên đấy cả nhà. Các anh chị vào xem bếp thì cho em Hương xin một nốt like. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em một nốt đăng ký kênh cả nhà nhá. Đây, nội thất bên trong đây này cả nhà. Vì sao được gọi là bếp ga thông minh đúng không ạ? Vì sao được gọi là bếp ga an toàn và tiết kiệm? Nó cả hàng trăm phụ kiện như thế này cơ. Nó không đơn giản như là cái chiếc bếp của mình. Đây ạ, rất là tuyệt vời. Rồi em sẽ lắp cái mặt vào các bác nhá. Cái thân của nó là màu nâu đen. Còn cái mặt của nó là màu trắng đây ạ. Mặt màu trắng các bác nhá. Đây, trên dưới cũng đều rất là đẹp. Đây ạ. Các bác đừng có sợ cái màu trắng này nó bẩn. Chính vì cái màu trắng này nên là hơi gọi là đồ ăn hoặc là dầu mỡ nó bắn ra một chút xíu thôi. Thì mình lau chùi nó sẽ sạch sẽ hơn. Kiềng của bếp bằng thép không gỉ cả nhà. Kiềng của chiếc bếp Paloma này bằng thép không gỉ. Cái dòng Paloma này là dòng Paloma phim nhấn đời cao. Thiết kế rất là đặc biệt. Đây, bếp chia lửa của bếp đây cả nhà nhé. Bếp chia lửa của bếp là bằng nhôm. Những cái dòng bếp đời cao như thế này rồi thì bếp chia lửa sẽ bằng nhôm. Họng thì em Hương đã cho các anh chị xem rồi đấy. Rất là sạch sẽ đúng không ạ? Rồi, một chiếc bếp hoàn chỉnh nó sẽ như thế này cả nhà nhé. Giờ em sẽ test lửa và test các cái tính năng an toàn của bếp cho cả nhà cùng theo dõi. Khi mà các anh chị mới nhận bếp về đấy, ga nó chưa có được thông thì mình cứ bật đi bật lại 2-3 lần giúp em Hương nhá. Rồi, lửa rất là đẹp cả nhà. Lửa cực kỳ xanh luôn đấy ạ. Các bác nhìn nó không có thấy ngọn lửa đúng không ạ? Không có thấy cái vòng của lửa được. Bây giờ em Hương sẽ test cái tính năng an toàn của bếp cho cả nhà theo dõi nhá. Đây. Bếp ga Nhật ngoài cái tính năng đó là độ bền và cái tính an toàn thì nó còn thêm vài cái tính năng ưu việt nữa. Đó là tính năng chống cháy nồi cả nhà nhé. Chống cháy nồi và bếp sẽ tự động ngắt ga khi mà không có ngọn lửa. Lát nữa em Hương sẽ test các cái tính năng cho cả nhà cùng theo dõi luôn. Em Hương sẽ quay thành vách cho cả nhà theo dõi nhé. Đây, khi mà nồi nó nóng lên thì lửa nó bắt đầu giảm nhỏ này cả nhà. Đây bên bếp phải đi nhá. Bếp phải đã giảm nhỏ rồi, còn đây là lửa bên bếp trái này. Bác nhìn thấy không ạ? Cái lửa nó còn lên trên đây nữa cơ. Nó còn ra khỏi cái vòng của bếp nữa. Rất là tuyệt vời. Đây ạ, lửa nó còn lên trên cả trên rất là cao. Thành vách đẹp cả nhà nhá. Thành vách đẹp không có móc méo đâu ạ. Đây lửa cũng bắt đầu giảm nhỏ rồi. Khi mà nhiệt độ nó lên cao thì lửa nó sẽ giảm nhỏ. Chiếc bếp này thì 2017 cả nhà nhá, đời 2017. Rồi, chiếc bếp bên phải đã tắt bếp rồi cả nhà. Bếp bên phải đã tắt bếp rồi nhá. Chị ơi. Chị ơi. Đây, bếp bên trái vẫn tắt đây. Em Hương sẽ test cho các anh chị xem cái tính năng an toàn, đó là tính năng chống cháy nồi. Em Hương có lưu ý một chút xíu như thế này này, thì bây giờ về ở phía miền Trung và miền Bắc ấy thì đôi khi nó cũng thời tiết nó cũng nhiệt độ nó đã giảm rồi. Nên là khi mà em Hương test ấy thì em Hương chọn cái nồi nó rất là mỏng thôi. Cái nồi nó rất là mỏng và cái diện tích nó cũng rất là nhỏ các anh chị nhá. Để test cho nó nhanh thôi. Còn ví dụ như mà khi các anh chị về các anh chị kho cá, kho thịt ấy thì có cái thức ăn ở trong đấy rồi thì chính cái thức ăn đấy nó sẽ giữ lại và nó làm cho cái nồi của mình nó sẽ nhiệt độ nó sẽ cao hơn và nó sẽ tắt đi. Còn bây giờ các anh chị mà sẽ lấy cái nồi rất là dày và cái nó rất là to thì cái lượng nhiệt nó bốc lên nó không có tập trung ở dưới đáy nồi thì nó sẽ rất là lâu tắt cả nhà nhá, chứ không phải là bếp lỗi đâu. Trước khi lên video như thế này và trước khi gửi hàng đi thì nhà em Hương đều test rất là cẩn thận để tránh cái trường hợp đó là gửi đi gửi hàng về rồi
tức là người mua hàng và người bán hàng nó cái tình cảm nó không có được tốt ấy, thì nhà em Hương cũng không có mong muốn cái điều đấy. Còn không may lắm, ví dụ như vài trăm cái bếp thì một cái nó lỗi thì cũng không có gì là tránh khỏi, đúng không các anh chị? Hàng mới nó còn lỗi mà, chứ huống hồ gì là hàng bãi đâu đấy. Nên là các anh chị cứ yên tâm, em Hương lên video như thế này rồi, nhưng mà trước khi gửi hàng đi cho các anh chị, em Hương vẫn test lại. Và nếu mà các anh chị muốn thì em sẽ vẫn gửi video cho các anh chị, yên tâm nhá. Đây ạ. Bây giờ em Hương sẽ test cái tính năng ngắt ngắt lửa. Bên bếp trái tắt rồi cả nhà nhá. Bên bếp trái tắt rồi đấy ạ. Bếp phải thì đang bây giờ em Hương sẽ test cái tính năng đó là khóa ga khi mà mất ngọn lửa đấy ạ. Đây, em Hương sẽ ngắt cái ngọn lửa bằng thổi nhá. Còn bên bếp này thì em Hương sẽ test cho cả nhà thấy này. Đây, bếp đã khóa ga rồi. Đã khóa ga rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây, bếp em Hương vẫn đang còn bật đây nhá. Cái dạng phản quang đấy ạ. Đối với cái tính năng là gió thổi như thế này thì mất khoảng tầm 15 giây bếp mới khóa ga. Còn đối với tính năng là chống cháy nồi đấy, cạn nước tắt bếp ấy, thì nó sẽ khóa ga luôn các anh chị nhá. Chiếc bếp này thì nó báo khóa ga là bằng đèn nhấp nháy các anh chị ạ, chứ nó không kêu tít tít. Đây này, nó đã báo nhấp nháy đây rồi, có nghĩa là bên bếp phải đã khóa ga rồi. Em sẽ test cho cả nhà cùng thấy luôn. Đấy ạ. Hai cái điểm ưu việt của bếp ga Nhật mà bếp nội của mình sẽ không có, đây là cái cảm biến chống cháy nồi các anh chị nhá. Đây này, cảm biến chống cháy nồi của cả hai bếp luôn ạ. Và đây là cái cảm biến lửa, cảm biến ngắt lửa nhá. Cảm biến lửa khi không có ngọn lửa thì bếp cũng sẽ tự động khóa ga sau 15 giây. À, mặt trắng rất là đẹp đúng không ạ? Rồi tiếp theo đây là cái lò nướng ạ, khay nướng và vị nướng của bếp các anh chị nhá. Khay nướng và vị nướng rất là sạch sẽ. Bây giờ em Hương sẽ test lửa lò nướng cho cả nhà cùng mà theo dõi luôn. Cả bên trong nội thất và bên trong lò nướng này thì nhà em có phủ cho mình một lớp chống sét nhá. Các anh chị cứ yên tâm mà dùng thôi, mình không có sợ nó bị dỉ sét gì đâu. Các anh chị, một số anh chị thắc mắc là tại sao hàng về lại cứ phải sơn lại làm gì. Nhưng mà em muốn nói thật, nếu như mà không dọn lại ấy, thì các anh chị không dùng được đâu. Nó cực kỳ bẩn luôn cả nhà. Còn những cái chiếc bếp gọi là nó đẹp xuất sắc thì nhà em mới giữ lại thôi. Nếu mà anh chị muốn cái hàng nào cũng có hết. Nói chung là hàng nhà em thì nó rất là nhiều phân khúc và rất là nhiều loại hàng, nên là mình thích loại nào cũng có hết ạ. À, đây là khóa trẻ em, cả ba bếp đều có khóa trẻ em hết đấy ạ. Khóa lại thì mình sẽ không có, con nhà mình sẽ không có nghịch được nữa nhá cả nhà. Lửa rất là xanh này, lửa xanh thì tiết kiệm ga, lửa xanh thì nó đã đốt cháy nguyên liệu trên ngọn lửa rồi. Cái tính năng chống cháy nồi cực kỳ là an toàn các bác nhá. Chống cháy nồi, chống cháy nổ. Một chiếc bếp thì nó chỉ giá là hơn 2 triệu thôi, trên dưới 2 triệu, dưới 2 triệu cũng rất là nhiều. Nhưng mà một căn bếp, một căn nhà của mình thì nó đáng giá gấp hàng chục lần, hàng trăm lần, thậm chí hàng nghìn lần ở nhà nhá. Đây, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, em Hương cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Các bác vào xem kênh, trước khi rời kênh thì cho em Hương xin một nốt like cả nhà nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em Hương một đăng ký kênh ạ. Chiếc bếp này em Hương bán cho cả nhà với giá là 2 triệu 200 nghìn đồng thôi. 2 triệu 200 bao ship cho cả nhà luôn rồi nhá. Quay lại thành vách một chút xíu ạ. Một chiếc bếp ga của Paloma. Hôm nay cái bàn của em nó hơi lộn xộn, các bác thông cảm hộ em một tí. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em Hương ạ.